Nào đây, tối nay nhà nghỉ cụ nhé. Chuẩn bị chưa? Gì? Ai đây? Ai biết được? Em tắm giặt sạch sẽ rồi. Tao. Bố à? Không phải gọi cho bố. Con Ngọc đi là nó cả bồ bịch này bố ạ. Bồ bịch cái gì? Cú đâu? Thế điện thoại đây. Con xem tin nhắn nó thấy. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Là em mình, em đéo cái lớp này. Mình, Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, nhưng mà to anh ấy, nó nhỏ này, ai nghe thấy. Nhưng mà chú thần Tùng tối qua về nó có ôm em ngủ không? Ngọc Ngọc, hay quá. Chưa bị tống cổ ở nhà là may rồi đấy. Nhìn chôn, chôn của ấy chất lượng kìa. Hôm nay tiếp tục chôn nó tiếp không? Chơi cài lắm ấy. Chơi tiếp không? Thôi chơi từ bến. Anh là được đúng rồi. Em là sao anh chịu nhá. Ok, anh đứng ra. Em là bị cởi vào nhà là anh phải chi tiền để em ngủ chỗ khác đấy. Được, anh chi tiền cho em ngủ nghỉ luôn. Chơi thì luôn. Các bạn ạ, hôm nay thằng Tùng nó đang đi uống rượu ở nhà xóm kìa. Thì mình với Ngọc ở nhà cháu nó chả có việc gì làm. Thì lại nghĩ ra nhiều cái mưu hẹn cái bẩn để cho thằng Tùng. Hôm nay nhá, anh sẽ cho em có bồ nhắn tin với em, nói chuyện với em luôn. Được lắm, không có ai nhắn tin đằng chán đấy. Mình biết là thằng Tùng nó bận đi suốt ngày nên là mình hôm nay sẽ cho một người đóng giả bồ Ngọc để nhắn tin cho Ngọc, rủ Ngọc đi nhà nghỉ nhé. I am the one, the way your son. Thì các bạn, mình sẽ gài, mình quay ở trong phòng của vợ chồng Tùng kia để tí xem Tùng nó về nó thế nào đó. Nhưng mà em, cái lúc mà tin nhắn đến ấy, em phải làm thế nào để cho nó lộ lộ một tí để cho thằng Tùng nó biết nhá. Không là nó không để ý là okay, là nó biết đâu. Điều máy lên. Ừ, bật chuông lên. Chuông lên nó to các bạn ạ. Nhưng mà nhắn hôm nay xong, các ngày xong có được nhắn không? Được. À, tiếp tục nhưng mà đấy. Thằng đấy là anh nhắn mà. Trời ơi, chán đấy nhở. Em lại tưởng anh kiếm trên mối nào. Không, có, chắc chắn là sẽ có. Đăng chương. Ok các bạn nha, thì các bạn mà thấy video của mình với Ngọc Ngọc hay thì cho mình xin một like, một comment và một đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Ok, đi thôi. Để... 1 hour later. Mệt vãi. Ở đâu rồi, bắt rồi. Bà Trung à? Em qua đây, thưa chào. Ai xếp đây? Mình xếp à? Không đập phá ra. Phá ra thì xếp lại. Làm nháy không? Ôi chịu. Sao? Nóng lắm. Mấy ngày, một tuần rồi dù không mà chịu rồi. À, em hết tình cảm rồi. Chẳng gì, nóng này. Sao một tuần rồi, nóng thì làm gì liên quan gì? Em chẳng nóng, vã mồ hôi. Không nóng mắt rồi. Ê, làm xe hả? Không, là mưa mất rồi, làm rồi nóng được, không thấy nóng mà. Như kiểu hết tình cảm thì nó thấy rồi bạn. Mình như hôm nay làm nháy đi. Hả? Chẳng bao giờ thấy anh nghỉ nhớ hôm nay vợ chồng mình làm gì đi. Thằng thật thế. Đi mai cứ thấy cười đấy. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em mà. Em gì? Ô, đây. Ai đây? Điện thoại đây. Ai nhắn tin đây? Điện thoại đây. Yên xem nào. Điện thoại đây. Mày cút không? Mày để im. Móc cái gì? Tự nhiên giật điện thoại đây. Tối nay nhà nghỉ cụ nhé.
chuẩn bị chưa? Gì? Ai đây? Ai biết được? Em tắm giặt sạch sẽ rồi. Tao. Hả? Biết. Mày nhắn tin bao nhiêu đây? Mày còn bảo là anh nếm nều cho em nhớ. Anh nếm nều cho em nhớ. Hả? Sao lại nhắn này? Hả? Hả? Cái gì? Sao lại nhắn thế này? Ai biết được? Mình thế nào? Hả? Đây đây, tự nhiên lại điện thoại người ta. Mày cút không? Tự nhiên lại điện thoại người ta. Hả? Ai đây? Cái gì? Ai đây? Hả? Có gì đâu. Hôm qua cũng đi đây này. Hôm qua phê nhỉ em. Vâng phê lắm. Mẹ con chó này. Hả? Mày làm gì đây? Sao? Mày bù bịch à? Bù bịch gì? Sao mày ngu thế hả? Mày thích bù bịch gì không? Hả? Bỏ tay ra. Hả? Mày thích bù bịch gì không? Đấy. Đánh đánh cái gì? Mày à, mày một tuần nay tao rủ không, mày không quan hệ một lần nào. Hả? À, mày chán tao rồi à? Hả? À, mày chán tao rồi à? Con này. Hả? À, điện thoại đây. Nói gì hả? Điện thoại người ta, cứ lấy cái gì? Biến. Ồ, điện thoại đây. Đây. Cút. Nhanh lên. Điện thoại đây. Bỏ chai. Đưa đây. Bố à? Không phải gọi cho bố. Con Ngọc đi là nó cả bồ bịch này bố ạ. Bồ bịch cái gì? Cút đâu? Thế điện thoại đây. Con xem tin nhắn nó thấy. Cái gì đây? Điện thoại đây. Con xem đấy. Con không bố, bố mang về mà dạy nó đi. Con không chịu được rồi. Dạy cái gì? Ai gì mà dạy? Làm sao? Thế anh chị cút. Mày làm sao mà đi? Tự nhiên hai vợ chồng lại đuổi nhau này. Mày cút đi, mày biến khỏi nhà này. Tự nhiên dở hơi à? Nhưng mà làm sao? Làm sao đầu đuôi nhà bà bạn? Thôi bạn đây. Con trai. À? Con trai mình dù gì mình cũng được đánh phụ nữ chứ. Mày cút khỏi nhà. Mày cút. Không phải đuổi. Nhưng mà ừ. Nhưng mà làm sao? Mẹ con này bồ bịch. Xong rồi. Sao em? Lừa rồi. Cái gì thật á? Có chuyện đấy á? Đuổi. Mẹ con xem này. Toàn nếu đều mấy các kiểu. Đi nhà này. Đang Ngọc. Em nhắn tin này. Mẹ con chó này. Nói nhắn tin mới rủ, thằng nào rủ đi nhà nghỉ nữa. Thật Đang Ngọc. Làm thế với thằng Tùng nó. Mày về mày thế nào? Nó tốt như thế này. Tốt gì? Mày cút. Mày cút khỏi nhà này. Không cút. Thế bạn làm nào? Nhà này. Bây giờ, tự nhiên em lại giờ trứng bồ bịch ra ở đây xong bắt đầu bây giờ đấy, tỏi hết cả nhà. Cái gì? Cái gì? Ai ở đi xuống? Rồi gọi cho thằng đấy xem nào xem. Bố mày tuy ra sớm nhưng bố mày chất lượng, mày hiểu không? Mày tuy ra sớm nhưng bố mày chất lượng, mày hiểu không? Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mày nuôi cho chó mày xem, mày cứ đi đi xem thích được hào thích. Bạn đi đâu đi? Quay lại đây để xem như nào đã. Tùng ơi. Tùng ơi. Ui giời, em ơi, sao lại tự nhiên lại ra lông lỗi này. Chắc chắn là con đi uống bia. Em không biết đâu, anh ấy đi, ông ấy mà đi tay vị thì sao? Đi tay vị thì kiểu gì, anh chẳng có anh mà. Không, không. Anh còn về đi. Lần này nó tức là như là nó có khác. Em chợ. Còn này á. Nó có điên. Hết anh ở bên kia anh cứ đứng anh cười cứ thấy mầm lên nó sắm hết quần áo ra cho em này. Đây vừa ném bao nhiêu quần áo ra này. Thế thì nó gọi cả cho bố mẹ vợ gọi cho bố em rồi. Thôi chưa được toàn rồi vụ này thôi nhá, anh xin lỗi nhá, anh xin về đây còn đâu tất cả mọi chuyện này là em tự gánh chịu nhá. Không được.
không đéo lo hết. Không được. Ok các bạn nhé, thì mình với Ngọc vừa chôn thằng Tùng. Thằng Tùng bây giờ nó điên, nó đi ấy rồi. Chắc kiểu gì giờ đi uống bia xong rồi kiểu ngồi tâm sự với ai đó rồi. Kéo tí nữa lại rủ mình đi hát tên vịn thì kéo mình lại được kèo thơm luôn. Thì mình xin dừng clip ở đây nhá. Mọi người thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Về đây. Bye bye. Thôi kệ, anh cứ đi tên vịn nói này.